Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phối hợp với Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị, Viện Lịch sử Quân sự và Công ty Cổ phần Tri thức Văn hóa sách Việt Nam Vietnam Books đã cho ra mắt bộ sách chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đặc biệt lần này, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân chú trọng lựa chọn kỹ lưỡng để tái bản những cuốn sách có giá trị cao, trong đó thì dành nhiều công sức, trí tuệ để đối chiếu và tra cứu, biên tập chỉnh sửa một số câu từ cho phù hợp và chuẩn xác hơn. Bộ sách với hơn 30 cuốn sách có giá trị đặc biệt có thể chia thành 3 nội dung chính. Nội dung đầu tiên là những hồi ức, hồi ký của các tướng lĩnh nổi tiếng đã từng trực tiếp tham gia chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ 70 năm trước, là những cuốn sách được tái bản nhiều lần nhưng đến nay vẫn còn nguyên giá trị như Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ Mốc Vàng Lịch Sử của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Hoàng Văn Thái với chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tướng Lê Trọng Tấn với chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhóm thứ hai là những nghiên cứu, tổng kết, phân tích, làm sáng tỏ đường lối lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, Bác Hồ, vai trò chỉ đạo của Tổng quân ủy, Bộ chỉ huy chiến dịch, nổi bật là của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nghệ thuật quân sự Việt Nam qua tác chiến chiến lược, chiến dịch, chiến thuật, những thống kê, con số, sự kiện, nhận định đánh giá cả ở trong nước và ngoài nước, sự ủng hộ to lớn của các nước anh em và bạn bè trên thế giới. Bên cạnh đó, một mảng sách quan trọng nữa chính là những ký sự, câu chuyện gắn liền với kỷ vật, ký ức của các cựu chiến binh đã trực tiếp tham gia chiến đấu hay những sáng tác văn học, thơ, văn xuôi, góp phần tái hiện thông qua chi tiết và xây dựng hình tượng nhân vật bằng ngôn ngữ chân thực, sinh động, giản dị, dễ hiểu, nêu bật những chiến công, sự hy sinh to lớn của quân và dân ta để có được chiến thắng vẻ vang trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là những nhân chứng lịch sử, những chiến sĩ đã từng có mặt tại Điện Biên Phủ 70 năm trước. Mặc dù tuổi rất cao, nhưng các cụ vẫn là những con người rất là vĩ đại về sức khỏe, về trí tuệ và sự minh mẫn. Sự hiện diện và sự có mặt của các nhân chứng lịch sử góp phần làm sinh động cho cái sự giới thiệu của bộ sách, cũng như là làm cho cái sự hấp dẫn cho bạn trẻ về những năm tháng hào hùng của 70 năm hiện về. Đây là một bộ sách đồ sộ không chỉ về số lượng lớn mà cả sự phong phú về thể loại, đa dạng về nội dung, cùng với đó là tổ chức lực lượng cộng tác viên đông đảo, biên tập xuất bản công phu, nghiêm túc và đồng thời được Thư viện Quân đội phát hành toàn quân và Công ty Cổ phần Tri thức Văn hóa sách Việt Nam Vietnam Books phát hành trên toàn quốc nhanh sớm nhất từ trước đến nay. Thông qua bộ sách, nhà xuất bản quân đội muốn gửi gắm đến tất cả các bạn đọc trong và ngoài quân đội về những tri thức và khơi gợi niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi vẫn là bản hùng ca vĩ đại trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Và chiến thắng Điện Phủ thể hiện bản lĩnh trí tuệ Việt Nam. Ngay sau bộ sách này, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức xuất bản và phát hành bộ sách kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 80 năm ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12.